Avezanh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay Avezanh. Xin chào tất cả các em học sinh yêu quý. Ở bài trước thì chúng ta đã nghiên cứu về số nguyên âm và tập hợp các số nguyên. Như vậy, làm thế nào để so sánh hai số nguyên âm với nhau? Thì trong bài học ngày hôm nay sẽ giúp các em trả lời chính xác và trọn vẹn cho câu hỏi đó. Chúng ta cùng chuyển sang cái bài tiếp theo trong chương 2 số nguyên. Đó là bài 2 thứ tự trong tập hợp số nguyên. Phần 1 nhỏ so sánh hai số nguyên. Hoạt động 1. Nhiệt độ trung bình trong tháng 1 tại hai địa điểm Vô Sitok và Ostawa lần lượt là -31°C và -7°C. Theo em trong tháng 1 nơi nào lạnh hơn? Các em lưu ý rằng là với nhiệt độ thì nếu như này, nó có giá trị càng nhỏ thì nó càng lạnh. Ở đây chúng ta nhận thấy -31°C là nhiệt độ của Vostok. Nó dưới mức 0 là 31 độ. Còn -7°C là nhiệt độ của Ottawa. Nó dưới mức 0 là 7 độ. Điều đó có nghĩa là -31°C nó sẽ bé hơn so với -7°C. Như vậy, có thể kết luận rằng ở Vostok lạnh hơn Ottawa. Như vậy ở đây chúng ta sẽ kết luận là gì nhỉ? Vostok có nhiệt độ là -31°C sẽ lạnh hơn là Ottawa có nhiệt độ là -7°C. Như vậy chúng ta nhận thấy rằng là qua cái bài tập này thì các em đã biết thêm một kiến thức nữa, đó là gì nhỉ? Với nhiệt độ thì một cái số nào đó mà có giá trị càng nhỏ thì nó càng lạnh. Và với việc là -31°C thì nó ở dưới mức 0 là đến 31 độ, thì hiển nhiên nó sẽ bé hơn là -7°C, chỉ ở dưới mức 0 là 7 độ mà thôi. Như vậy từ đây chúng ta có thể hình dung như sau. Để so sánh được hai số nguyên thì chúng ta sẽ dựa vào cái trục số. Cụ thể người ta sẽ làm như sau các này. Khi biểu diễn hai số nguyên A và B trên cái trục số nằm ngang, nếu điểm A nào đó này mà nằm bên trái điểm B thì ta nói rằng là A nhỏ hơn B hoặc là B lớn hơn A. Và khi mà muốn ghi rằng là A nhỏ hơn B thì chúng ta sẽ ký hiệu là A này và cái dấu này, tức là cái mũi nhọn nó sẽ hướng về cái số nhỏ hơn. Và ở đây người ta còn thể ghi cách khác là B lớn hơn A. Ví dụ chúng ta sẽ quan sát cái trục số này. Trên trục số này thì chúng ta thấy rằng là -5 nhé, nó nằm bên trái của số -4. Vậy -5 nhỏ hơn -4. Và chúng ta sẽ ghi là -5 này và dùng ký hiệu là nhỏ hơn -4. Khi mà -5 nhỏ hơn -4 thì chúng ta cũng có thể nói rằng là -4 lớn hơn -5. Và khi đó chúng ta có một cách ghi khác, đó là -4 này và cái ký hiệu này là ký hiệu lớn hơn -5. Tương tự như vậy cho những cái số khác, chúng ta cũng sẽ có -4 nó sẽ bé hơn 2. -4 hiển nhiên là bé hơn 2 bởi vì -4 nó nằm bên trái số 2 trên trục số. -3 bé hơn 0 bởi vì -3 nằm bên trái số 0. 5 lớn hơn -1, hay nói cách khác là -1 bé hơn 5 bởi vì -1 nó nằm bên trái số 5. Số 0 lớn hơn -2, hay nói cách khác là -2 bé hơn 0 bởi vì -2 nó nằm bên trái số 0. Như vậy khi mà chúng ta so sánh hai số nguyên, chúng ta có thể dựa vào cái trục số xem là trên cái trục số ấy nó biểu diễn bên phải hay là bên trái số đó. Nếu một cái điểm nào đó mà nằm bên trái cái số còn lại thì cái số đó bé hơn. Và từ đây chúng ta sẽ có một vài nhận xét như sau này. Mọi số nguyên dương đều lớn hơn số 0. Mọi số nguyên dương đều lớn hơn số 0.
Hiển nhiên, bởi vì ấy, là số 0 nó luôn luôn nằm bên trái so với tất cả các số nguyên dương còn lại. Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn số 0, bởi vì tất cả các số nguyên âm đều nằm bên trái số 0 trên trục số. Mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn bất kỳ số nguyên dương nào. Mọi số nguyên âm nhé, đều nhỏ hơn bất kỳ số nguyên dương nào. Hiển nhiên đúng không ạ? Bởi vì tất cả các số nguyên âm này nó đều nằm bên trái số 0, mà các số nguyên dương thì đều nằm bên phải số 0. Như vậy thì trên trục số chúng ta nhận thấy rằng mọi số nguyên âm đều nhỏ hơn bất kỳ số nguyên dương nào. Và cuối cùng, với hai số nguyên âm ấy, số nào mà có số đối lớn hơn thì số đó lại nhỏ hơn. Lưu ý nha, với hai số nguyên âm, số nào có số đối lớn hơn thì nó lại nhỏ hơn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ cùng làm bài tập thực hành số 1 để các em hiểu rõ hơn những cái điều lý thuyết mà chúng ta vừa nói. Bây giờ chúng ta sẽ so sánh các cặp số nguyên sau. Cách thứ nhất là các em có thể biểu diễn các số này trên trục số. Tuy nhiên cách đó làm nó sẽ khá là lâu, mà chúng ta sẽ dựa vào cái nhận xét vừa rồi. Tức là chúng ta sẽ đi tìm số đối của các số này, xem số nào có số đối lớn hơn thì số đó bé hơn. Chúng ta nhận thấy rằng là số trừ 10 nó có số đối là số 10. Số trừ 9 có số đối là 9. 10 nó lớn hơn 9. Như vậy thì chúng ta có thể suy ra được là trừ 10 nó sẽ bé hơn trừ 9. Bởi vì số đối của trừ 10 này nó lớn hơn số đối của trừ 9. Rồi, tiếp theo ở câu B. Ở câu B thì chúng ta đang so sánh một cái số nguyên dương và một số nguyên âm. Một số nguyên dương và một số nguyên âm ấy, thì hiển nhiên mọi số nguyên âm đều bé hơn số nguyên dương. Do vậy trừ 15 nó sẽ bé hơn 2, hay nói cách khác là 2 sẽ lớn hơn trừ 15. Tiếp theo thì chúng ta sẽ so sánh số 0 với một số nguyên âm. Như trong nhận xét thầy đã nói, mọi số nguyên âm đều bé hơn số 0. Như vậy ở đây chúng ta sẽ có được là trừ 3 bé hơn 0, hay nói cách khác là 0 lớn hơn trừ 3. Như vậy qua cái bài tập thực hành này, các em chú ý thầy này, có các trường hợp xảy ra nhé. Thứ nhất, nếu như chúng ta muốn so sánh hai số nguyên âm thì chúng ta sẽ so sánh hai số đối của nó. Đấy, hai số đối của hai số nguyên âm sẽ là các số nguyên dương, và các số nguyên dương thực chất là các số tự nhiên ấy. Thì trước đó các em đã biết cách so sánh hai số tự nhiên rồi. Như vậy với trường hợp là một số nguyên âm và một số nguyên dương thì số nguyên âm thì luôn luôn bé hơn số nguyên dương. Trường hợp số 0 và số nguyên âm thì mọi số nguyên âm đều bé hơn số 0, hay là cái khác là số 0 đều lớn hơn tất cả các số nguyên âm. Do đó chúng ta sẽ có các kết quả ở đây. Tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện cái bài tập vận dụng số 1. Bài tập vận dụng số 1 là người ta cho chúng ta các số nguyên A, B, C, và biết rằng này, A là một số lớn hơn 2, B là một số bé hơn trừ 7, C là một số lớn hơn trừ 1 và bé hơn 1. Hỏi các số trên, số nào là số nguyên dương, số nào là số nguyên âm và số nào bằng 0. Ở đây các em nhận thấy như sau này. Cái số A của chúng ta nó lớn hơn 2. Số A lớn hơn 2. Như vậy ấy, số A lớn 2 thì chắc chắn A của chúng ta phải là một số nguyên dương. Bởi vì ấy, mọi số nguyên âm nó đều bé hơn số nguyên dương, mà 2 là một số nguyên dương cơ mà. Cho nên chắc chắn A bắt buộc phải là số nguyên dương, bởi vì nó lớn hơn 2. Do đó chúng ta sẽ có A là số nguyên dương. Tiếp theo này, B bé hơn trừ 7. Một cái số mà bé hơn một cái số nguyên âm
thì chắc chắn số đó phải là số nguyên âm. Đấy, bởi vì ấy, nếu nó là số 0 nhé, số 0 thì nó luôn luôn lớn hơn các số nguyên âm, tất cả số nguyên âm. Do vậy B cũng không thể nào là số 0 được. Và chắc chắn ấy, B nó bé hơn một số nguyên âm thì nó không thể là số nguyên dương được, bởi vì mọi số nguyên dương đều lớn hơn số nguyên âm. Do vậy, nói tóm lại, B phải là một số nguyên âm. Tiếp theo, C của chúng ta này là một cái số nguyên mà nó bảo đảm là lớn hơn trừ 1 nhưng bé hơn 1. Như vậy cái số nguyên mà lớn hơn trừ 1, bé hơn 1 thì chỉ có thể là số 0 mà thôi, đúng không ạ? Đấy, số 0 là cái số nó sẽ lớn hơn số nguyên âm nhưng đồng thời nó sẽ bé hơn số nguyên dương. Mà cụ thể cái số nguyên mà nằm giữa trừ 1 với 1 thì chỉ có thể là số 0. À, do vậy chúng ta có thể kết luận là C bằng 0. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang phần 2 nhỏ thứ tự trong tập hợp số nguyên. Chúng ta cùng thực hiện cái hoạt động số 2. Sắp xếp các số trừ 5, 4, trừ 2, 0, 2 theo thứ tự tăng dần. Để sắp xếp theo thứ tự tăng dần có nghĩa là các em phải sắp xếp nó theo thứ tự từ bé cho đến lớn. Để làm cái hoạt động này, cách thứ nhất là các em có thể vẽ trên một cái trục số, sau đó các em so sánh nó, sau đó sắp thứ tự. Cách thứ hai là các em sẽ so sánh trực tiếp dựa vào các nhận xét. Ở đây chúng ta sẽ có 4 số nguyên. Trong đó chúng ta có 2 số nguyên âm là số trừ 2 và trừ 5. Có 2 số nguyên dương là 4 và 2 và số 0. Như vậy bây giờ ấy, sắp thứ tự tăng dần có nghĩa là các em phải sắp thứ tự từ bé đến lớn này. Thì đầu tiên ấy, chúng ta sẽ so sánh từ số bé trước, đúng không ạ? Bé thì chắc chắn là số nguyên âm phải là các số bé hơn số nguyên dương rồi. Như vậy chúng ta sẽ so sánh giữa trừ 5 với trừ 2 trước. Trừ 5 trừ 2 là 2 số nguyên âm. Muốn so sánh 2 số nguyên âm thì chúng ta chỉ việc so sánh 2 số đối của nó thôi. Số đối của trừ 5 là 5. Số đối của trừ 2 là 2. 5 lớn hơn 2. Do đó trừ 5 hiển nhiên nó sẽ bé hơn trừ 2. Do vậy chúng ta sẽ ghi trừ 5. Như ở đây. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài tập vật dụng số 2. Một số sinh vật biển sống gần mặt nước, trong khi đó một số khác lại sống rất sâu dưới đáy đại dương. Hãy sắp xếp các sinh vật biển sau theo thứ tự giảm dần độ cao của môi trường sống. Với cá hố, nó có độ cao của môi trường sống là âm 1000m. Cá cờ xanh, độ cao của môi trường sống là âm 180m. Sao biển, độ cao của môi trường sống là âm 6000m. Cá đèn, độ cao của môi trường sống là âm 4000m. Và đây người ta yêu cầu chúng ta là sắp xếp các sinh vật biển giảm dần theo độ cao của môi trường sống. Và đây chúng ta nhận thấy tất cả các cái độ cao của môi trường sống ở đây đều là số nguyên âm. Để so sánh các số nguyên âm ấy, thì chúng ta chỉ việc so sánh các số đối của nó thôi. Số nguyên âm nào có số đối lớn hơn thì số nguyên âm đó bé hơn. Thì rõ ràng ở đây chúng ta nhận thấy này, nếu lấy số đối của tất cả các số này thì chúng ta nhận thấy rằng là âm 180 có số đối bé nhất. Do vậy nếu xét về mặt số âm thì nó sẽ là số lớn nhất. Và tiếp theo sẽ là đến số âm 4000. Xin lỗi, âm 1000 rồi đến âm 4000 và âm 6000. Cụ thể ta sẽ có như sau này. Bởi vì âm 180m sẽ lớn hơn âm 1000m và lớn hơn âm 4000m, lớn hơn âm 6000m. Âm 180 thì nó ứng với độ cao của môi trường sống của cá cờ xanh. Đây các em. Do vậy chúng ta sẽ ghi cá cờ xanh trước.
âm 1000 mét ấy, thì ứng với độ cao của môi trường sống của cá hố, do vậy các em ghi cá hố. Âm 4000 mét nó ứng với độ cao của môi trường sống với cá đèn. Đây, thấy tôm màu xanh da trời giống nhau nhé, cá đèn này. Âm 6000 mét ứng với độ cao của sao biển, do vậy là sao biển. Do đó chúng ta có sắc thứ tự giảm dần độ cao môi trường sống sẽ là cá cờ xanh, cá hố, cá đèn và cuối cùng là sao biển. Kết thúc bài tập vận dụng số 2. Rồi, và tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi làm các bài tập. Bài tập số 1. So sánh các cặp số sau. Ở câu 1 này thì chúng ta có 6 ý. Đầu tiên là chúng ta sẽ so sánh hai số nguyên dương trước. So sánh hai số nguyên dương tức là so sánh hai số tự nhiên thôi, thì rõ ràng chúng ta sẽ có 6 lớn hơn 5. Hay nói cách khác, 5 bé hơn 6. Tiếp theo là chúng ta sẽ so sánh một cái số nguyên âm và số 0. Như chúng ta đã biết, mọi số nguyên âm đều bé hơn số 0. Hay nói cách khác, số 0 đều lớn hơn tất cả các số nguyên âm. Do vậy, trừ 5 bé hơn 0. Tiếp theo là chúng ta lại so sánh một số nguyên âm và một số nguyên dương. Thì mọi số nguyên âm đều bé hơn số nguyên dương. Hay nói cách khác, mọi số nguyên dương đều lớn hơn số nguyên âm. Do vậy, trừ 6 bé hơn 5. Hay nói cách khác, 5 lớn hơn trừ 6. Ở câu D, chúng ta đang so sánh hai số nguyên âm là âm 8 và âm 6. Để so sánh hai số nguyên âm thì các em chỉ việc so sánh hai số đối của nó thôi. Số đối của trừ 8 là 8, số đối của trừ 6 là 6, 8 lớn hơn 6. Do vậy, trừ 8 bé hơn trừ 6. Ở câu E, chúng ta đang so sánh một số nguyên âm và một số nguyên dương thì hiển nhiên số nguyên dương sẽ lớn hơn. Vậy 3 lớn hơn trừ 10. Ở câu G, chúng ta đang so sánh hai số nguyên âm. Đối với hai số nguyên âm, như thầy đã nói, số nguyên âm nào có số đối lớn hơn thì số nguyên âm đó bé hơn. Số đối của trừ 5 là 5, số đối của trừ 2 là 2, 5 nó lớn hơn 2. Như vậy, trừ 5 sẽ bé hơn trừ 2. Hay nói cách khác, trừ 2 lớn hơn trừ 5. Kết thúc bài tập. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang câu số 2. Tìm số đối của các số nguyên 5, trừ 4, trừ 1, 0, 10, âm 2021. Chúng ta đã biết số đối của một số nguyên dương là một số nguyên âm. Số đối của một số nguyên âm là số nguyên dương. Số đối của số 0 là chính nó. Cụ thể chúng ta sẽ có số đối của 5 sẽ là âm 5. Số đối của trừ 4 là 4. Số đối của trừ 1 là 1. Số đối của 0 là chính nó, tức là số 0. 10 là một số nguyên dương, do vậy số đối của 10 sẽ là một số nguyên âm, tức là trừ 10. Số đối của trừ 2021 chính là 2021. Đấy, có nghĩa là nếu là số đối của một cái số nguyên dương ấy, thì các em chỉ việc thêm dấu trừ vào trước nó thôi. Nếu là số đối của số nguyên âm thì các em chỉ việc bỏ đi dấu trừ, tức là nó sẽ thành số nguyên dương. Rồi, như vậy chúng ta đã kết thúc bài tập số 2. Tiếp theo chúng ta cùng chuyển sang bài tập số 3. Sắp xếp các số nguyên sau theo thứ tự tăng dần và biểu diễn chúng trên trục số. Sắp xếp theo thứ tự tăng dần có nghĩa là các em phải xếp nó là từ số bé cho đến số lớn. Thì dễ dàng nhận thấy rằng là trong các số này thì âm 8 sẽ là số bé nhất, đúng không ạ? Bởi vì âm 8 có số đối là bằng 8 mà. Đấy, nó sẽ là mà số 8 mà nó sẽ lớn hơn những cái số nguyên âm còn lại. Rõ ràng là số bé thì chúng ta phải xếp từ số nguyên âm đến số nguyên dương rồi, đúng không ạ? Rồi tiếp theo sẽ là âm 6, âm 4, âm 2. Rồi và số 0. Sau số 0 sẽ là các số nguyên dương 2, 4, 6 và 8. Như vậy với việc sắp xếp như này thì chúng ta sẽ biểu diễn trên trục số như sau này. Chúng ta sẽ vẽ thành một cái trục số và lấy điểm 0 là điểm gốc. Với âm 8 thì nó sẽ biểu diễn về bên trái số 0, 8 vạch. Với âm 6 thì nó sẽ biểu diễn về bên trái số 0, 6 vạch. Với âm 4 sẽ biểu diễn về bên trái số 0, 4 vạch.
Với âm 2 biểu diễn về bên trái số 0, 2 gạch. Số 2 là số nguyên dương, nó sẽ biểu diễn bên phải số 0, 2 gạch. Số 4 là số nguyên dương, nó sẽ biểu diễn bên phải số 0, 4 gạch. Tương tự như vậy cho số 6 và số 8. Kết thúc bài tập số 3. Tiếp theo chúng ta sẽ chuyển sang bài tập số 4. Hãy liệt kê các phần tử của mỗi tập hợp sau. Chúng ta đang nhận thấy rằng là ở bài tập số 4 này chúng ta có tất cả là 4 tập hợp A, B, C, D. Và các phần tử của mỗi tập hợp đều là các số nguyên. Ở câu A này là tập hợp A bao gồm các số nguyên sao cho ấy, các số nguyên này này nó lớn hơn -4 nhưng bé hơn -1. Như vậy các số nguyên mà lớn hơn -4 mà bé hơn -1 thì chỉ có thể là các số -3 và -2. Do vậy tập hợp A thầy sẽ ghi lại là A bằng -3 -2. Và các em lưu ý là chúng ta phải biểu thị nó dưới dạng một tập hợp theo đúng ký hiệu tập hợp nhé. Có nghĩa là tên tập hợp thì để bằng chữ cái in hoa như đề bài đã cho này. Phía sau tên là dấu bằng và các phần tử của chúng ta phải để trong hai dấu ngoặc nhọn được ngăn cách nhau bởi dấu phẩy hoặc là dấu chấm phẩy. Thứ tự thì nó là tùy ý. Ở đây các em có thể ghi -2 trước cũng được, -3 sau cũng được. Tuy nhiên thì các em nên ghi theo thứ tự là từ bé đến lớn để nó không bị sót phần tử. Hoàn toàn tương tự như vậy cho tập hợp B. Tập hợp B của chúng ta là bao gồm các số nguyên này. B mà thuộc vào Z, tức là B là số nguyên. Số nguyên này nó bảo đảm phải lớn hơn -2 nhưng bé hơn 3. Những cái số nguyên mà lớn hơn -2, bé hơn 3 nó sẽ là -1, 0, 1 và 2. Do vậy chúng ta sẽ có ghi tập hợp B như sau. Tập hợp B bao gồm các phần tử -1, 0, 1 và 2. Tập hợp C của chúng ta là bao gồm các số nguyên lớn hơn -3 nhưng bé hơn 0. Lớn hơn -3 thì ta sẽ bắt đầu là từ -2, -1. Do vậy chúng ta sẽ có tập hợp C -2, -1. Và cuối cùng là tập hợp D. Tập hợp D của chúng ta là bao gồm các số nguyên lớn hơn -1 nhưng bé hơn 6. Như vậy các số nguyên này nó sẽ là lớn hơn -1 sẽ là 0 này, 1 này, 2 này, 3, 4 và 5. Kết thúc bài tập số 4. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng chuyển sang câu số 5. Sắp xếp theo thứ tự từ thấp đến cao nhiệt độ mùa đông tại các địa điểm sau đây của nước Mỹ là Hawaii 12 độ, Montana là âm 2 độ, Alaska là âm 51 độ và New York là âm 15 độ, Florida là 8 độ C. Trong các nhiệt độ ở đây thì rõ ràng là Alaska âm 51 độ C có nhiệt độ thấp nhất. Sau đó sẽ đến New York âm 15 độ và đến Montana âm 2. Rồi đến Florida 8 độ và cuối cùng là Hawaii 12 độ C. Như vậy thì chúng ta sẽ sắp xếp thứ tự từ thấp đến cao, tức là từ số bé nhất đến số lớn nhất đấy. Sau đó chúng ta sẽ có như sau này. Âm 51 rõ ràng là bé hơn âm 15. Và âm 15 lại bé hơn âm 2, âm 2 lại bé hơn 8 và 8 bé hơn 12. Do vậy chúng ta sẽ có sắp thứ tự theo nhiệt độ từ thấp đến cao như ở đây. Âm 51 độ thì nó ứng với là Alaska. Rồi tiếp theo âm 15 thì ứng với New York này. Âm 2 thì ứng với Montana. Và 8 độ thì ứng với Florida. Và cuối cùng là Hawaii 12 độ. Kết thúc bài tập số 5. Như vậy, qua bài học ngày hôm nay, các em sẽ nắm được cho thầy các kiến thức như sau nhé. Thứ nhất là các em sẽ so sánh được hai số nguyên bất kỳ. Và chúng ta sẽ vận dụng được việc sắp thứ tự các số nguyên trong các môn học hoặc là trong một số tình huống thực tiễn. Hy vọng rằng các em đã nắm chắc cái bài học ngày hôm nay. Xin trân trọng cảm ơn các em đã theo dõi bài giảng. Và xin hẹn gặp lại các em trong những khóa học Việt Rách, sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của Việt Rách.